Chào các bạn, hôm nay Thanh sẽ giới thiệu đến các bạn một hồ bơi vô cực nằm ngay tại trung tâm Sài Gòn, quận 3. Đây là hồ bơi tại khách sạn 5 sao La Villa. Hồ bơi có giá vé trong khoảng từ 300 đến 350k cho một người. Đây là lối đi bộ lên phía trên hồ bơi, chúng ta sẽ đi thang máy tới tầng 26, sau đó là sẽ đi bộ một đoạn ngắn như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy là khu vực này, ngay cả trần được trang trí rất là sang trọng và rực rỡ. Đi bộ một đoạn ngắn như thế này thôi, khi mà vừa bước lên sân thượng sẽ là có những ghế như thế này. Đây là khu vực cà phê, rooftop cà phê. Buổi tối lên trên đây ngồi cà phê thì cũng khá là chill đó các bạn, vì có thể ngắm được toàn thành phố. Và ở độ cao tầng như thế này thì gió rất là mát. Mình sẽ quay dạo một vòng cho các bạn ngắm được khu vực phía trên này nha. Ở phía bên tay phải là khu vực sân khấu trên hồ bơi. Mình nghe mọi người bảo là thỉnh thoảng có tổ chức các sự kiện ngoài trời. Còn phía trước mặt chúng ta đó là khu vực quầy bar. Các bạn cũng có thể là vừa bơi vừa gọi một ly cocktail gì đó, hoặc là một ly sương tố nước ép gì đó, có thể mang ra khu vực hồ bơi để nhâm nhi. Có đầy đủ các loại bánh ngọt ở đây luôn nha. Buổi tối thì ngoài khách đến bơi thì cũng có khách bơi tại khách sạn lên bơi, khách bên ngoài đến bơi, khách tại khách sạn cũng có, và có khách bên ngoài đến khu vực rooftop để ngồi chill. Điều đặc biệt và đáng chú ý của hồ bơi này đó chính là có một quầy bar ngay tại phía dưới hồ bơi. Có nghĩa là sẽ có hai quầy bar, một quầy bar ngay trong quán ở phía trên hồ bơi và một quầy bar ngay tại phía dưới hồ bơi. Thế nên là các bạn có thể vừa bơi vừa lại cái quầy bar đó nhâm nhi. Buổi sáng, mình quay vào buổi sáng để cho các bạn có thể chiêm ngưỡng và nhìn rõ hơn vẻ đẹp của hồ bơi này. Buổi sáng thì chỉ cho khách ở tại khách sạn được phép bơi thôi nha các bạn. Còn buổi tối thì chúng ta có thể khách vãng lai mua bên ngoài có thể vào bơi được. Hồ bơi này thì nước rất là sạch. Theo mình thấy thì nước ở đây khá là sạch so với hồ bơi công cộng. Điều này cũng là đương nhiên vì đây là hồ bơi của khách sạn 5 sao. Một phần nữa là do ở ngoài trời trên cao ít bụi bẩn nên không cần xử lý hóa chất nhiều. Khi bơi thì cũng không nghe mùi hóa chất. Chi phí vận hành hồ bơi ở đây mình nghĩ cũng khá là đắt, bởi vì càng lên cao thì chi phí để đưa nước sạch xử lý nước càng cao. Có thể thấy hồ bơi vô cực trên sân thượng của khách sạn La Villa là một địa điểm trekking mà các bạn nên thử. Với background toàn thành phố, được ngâm mình trong làn nước mát, vừa ngắm vẻ đẹp của thành phố thì thật là tuyệt vời đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ tận hưởng đây.